kệ tài sinh. Vô thượng thẩm thanh vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã chiên kiến văn bách thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Có năng nghe thấy tiên thì thùng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu, nhân nào quả nấy. Con người ở thế gian này gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ, vì sao? Đó là vì trước kia người ta đã có trồng cái nhân kỳ lạ, nên bây giờ mới sinh ra cái quả kỳ lạ. Nếu các bạn chẳng gieo loại nhân ấy thì sẽ không gặp phải loại quả này. Vì thế, nếu mọi người hiểu được đạo lý nhân quả thì hãy chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, chớ làm điều ác, chỉ làm việc lành. Trên thế gian này, con người không thể nào tách rời khỏi nhân quả. Xong là vì ai nấy đều chỉ thấy quả chứ chẳng thấy nhân. Nên khi quả báo xảy tới thì cuốn quýt quan nhân, không biết nên như thế nào cho phải nữa. Đó đều là do khi trồng nhân, người ta đã không biết thận trọng, đợi đến lúc phải nhận lãnh những quả báo quá lạ thì họ mới giật mình sửng sốt. Chúng ta cũng đang nghiên cứu tứ chuẩn thanh tịnh như nói bốn điều văn giải về tánh thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm. Phần kinh văn này giảng giải bất cảnh kẻ những trường hợp nhân quả phức tạp kỳ lạ của con người. Các bạn muốn hiểu rõ vấn đề nhân quả thì hãy chớ làm điều ấy, chỉ làm việc lành. Hằng ngày các bạn không nên chỉ toàn nghĩ tới lợi lộc riêng tư, mà hãy tìm cách mang lại lợi ích cho người khác. Xong không cần phải hoang mang. Tôi thường làm nhiều chuyện lợi ích cho người khác lắm. Tôi sửa chùa tháp, bố thí, giúp đỡ người nghèo. Những việc như thế không phải được bát lát hay nói xuồng, mà cần phải chân chính thực hành. Hãy nói việc giúp người làm người vui và xem đó là thiên chức của mình. Được như vậy thì thế giới này sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp. Giảng ngày 30 tháng 4 năm 1983. Lấy giả làm thật. Đức Khổng Tử nói: ngộ vi trí hiếu đức như hiếu sách giả giả. Ta chưa thấy người nào chuẩn đức hạnh như chuẩn sách đẹp cả. Đức Khổng Tử bây giờ vì nhận thấy người muốn chuẩn đạo đức và hạnh kiểm thì không được chuyên tâm bằng cái yêu chuẩn sách đẹp, cho nên ngài đã thở dài và than rằng: từ trước đến nay ta chưa từng gặp được người nào hâm mộ đạo đức giống như hâm mộ sắc đẹp vậy. Tôi thì chưa thấy con người nào muốn chuộng Phật pháp mà dụng công đến độ như muốn chuộng tiền của cả. Các bạn xem, người muốn mộ Phật pháp dù ham thích Phật pháp đến thế nào đi nữa thì cũng có lúc mệt mỏi. Lại Phật tụng kinh hoặc niệm chú hơn nhau thì cảm thấy mệt. Thế nhưng nếu được kiếm tiền thì dù không ăn, không uống, không ngủ, người ta cũng chẳng thấy mệt mỏi. Cứ nhìn những kẻ ham mê cờ bạc là biết, suốt ngày suốt đêm không nghỉ ngơi mà mắt họ vẫn ráo rỉnh, chẳng chút mệt nhọc. Tại sao con người lại có thể như thế được chứ? Đó là vì đối những gì chân thật thì người ta không nhận thức được rõ ràng. Trái lại, đối với những thứ giả tạo thì họ lật đật chạy theo nghịch, đeo đủ kiếm tiền một cách điên cuồng, thật là điên